Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, sự cố hóa chất từ cháy nổ rò rỉ vẫn diễn ra tại một số địa phương có lượng doanh nghiệp sản xuất sử dụng kinh doanh hóa chất tập trung đông như Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, các địa phương cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về công tác an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất độc hại. Nhận định rõ yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn gây thiệt hại trực tiếp đến tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, Chính phủ, Bộ Công Thương đã nhìn nhận thực trạng này và ban hành hệ thống văn bản pháp luật tương đối đầy đủ về quản lý hóa chất như chỉ thị số 03 CTTTG ngày 5 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại, quyết định 26/2018 QĐ-TTG ngày 1 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc. Cho đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã thực hiện được các cái quy định pháp luật về phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố hóa chất đã được 13 năm rồi. Và có thể nói là chúng ta thấy rằng là nó rất là có hữu dụng đối với các doanh nghiệp cũng như là cơ quan nhà nước, và kèm theo đó là việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về cái tác hại tiềm tàng của hóa chất trong hoạt động hóa chất cũng như là sinh sống ở gần các cái khu công nghiệp mà có hoạt động hóa chất. Do vậy thì chúng tôi cho rằng là chúng ta vẫn cần tiếp tục bước một bước nữa, nâng cao nhận thức quan trọng và tiếp tục là nâng cao cái trách nhiệm thực thi quy định về quản lý hóa chất, về trong hoạt động hóa chất thêm một bước nữa để đảm bảo làm sao cho hoạt động hóa chất nó được an toàn với con người và môi trường hơn nữa. Nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp hoạt động hóa chất và các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, đánh giá khả năng phối hợp, năng lực chỉ huy, mới đây, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Top Sonren Việt Nam, khu công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, đã diễn ra buổi diễn tập ứng phó sự cố hóa chất của thành phố Hải Phòng năm 2022. Đánh giá về công tác diễn tập, ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất Bộ Công Thương cho biết, buổi diễn tập đã diễn ra khoa học, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị phối hợp. Thông qua hoạt động này, kỳ vọng các đơn vị sẽ nắm bắt được những hạn chế, thiếu hụt trong công tác ứng phó với sự cố hóa chất. Thời gian qua, với tốc độ tăng trưởng từ 11 đến 13%, ngành công nghiệp hóa chất đã khẳng định vai trò nền tảng của ngành công nghiệp. Tuy nhiên, đến nay cách nhìn về hóa chất trong đời sống còn nhiều tiêu cực liên quan đến các vấn đề về môi trường, sự cố. Vì vậy, hoạt động ứng phó với các sự cố hóa chất luôn được Bộ Công Thương quan tâm, thúc đẩy nhằm cải thiện hình ảnh cũng như khẳng định vai trò của hóa chất trong đời sống. Bộ Công Thương đã yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về ứng phó, xử lý sự cố hóa chất, quản lý và xử lý chất thải nguy hại, đảm bảo an toàn môi trường, thường xuyên nắm bắt tình hình, dữ liệu về số lượng cơ sở hoạt động hóa chất, lượng hóa chất nguy hiểm lưu trữ tại thời điểm để có giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố.